on a mission to travel throughout Vietnam, demystifying its diverse cuisine. From the Mekong Delta style cooking in the south to the rare cuisine of Vietnam's mountain people in the north. Here we have our beautiful giant rainbow snowball and sticky rice fruit. Food is better when you share it. Together with road trip tours, I am discovering every delicious destination this country has to offer. And I'm sharing all the amazing yumminess with you guys. Today we are about to dive into a classic Vietnamese staple. And right now we are in Saigon, the home of pho. And I cannot be more. Yo, Teddy. Yeah. You know that pho isn't from China, right? Oh, where's it from? It's from the north. Okay, crazy idea. Instead of going to the restaurant, could you just go the airport directly? So right now we are headed to the birthplace of pho, northern Vietnam. Hello cả nhà. Xem thế đây là Tây sang Việt Nam nhá các bạn. You have to literally fly to Hanoi, otherwise what are you doing with your life? Pho may be Vietnam's most internationally recognized dish, but even within Vietnam, there's an ongoing debate between those who say the more authentic northern style of pho is king, and those who think the true champion is the more beefed up southern style. Today, phải là phở bò. Hôm nay tôi sẽ ăn cả hai món phở để đưa cả... Tụi tôi cũng sẽ nơi đã thử để nó viết nhanh quá món phở kinh điển, món xào. Mới đầu tôi ngạc nhiên tôi êu bánh phở của tôi đâu. Tụi tôi được ăn thử một món ăn gọi là kết tác ẩm thực tạo ra bởi đầu bếp Peter. Tụi tôi đã một quãng đường dài 700 dặm, hôm nay khoảng 1.100 cây để ăn một tô phở quá đại gia. Có một phi vụ ăn uống ở đây, đi thôi nào. Em xin chào chị Nisa Vũ và mọi người, chào các bạn nhé. Đây là có hai anh Tây về quảng cáo phở. Nhưng điều tuyệt vời nhất ở đây, bảo tàng này, là bạn sẽ có một thức ăn sạch. Có cả một hàng dài ở đây, ô kìa, coi điên thịt. Đấy, đúng chỗ rồi, quán phở này là một trong những quán phở gia truyền. Đã hơn 60 năm trôi qua mà họ vẫn giữ được công thức gia truyền và cả cách phục vụ truyền thống. Nghĩa là muốn ăn phở thì lăn vào cái đĩa. Kỳ nào đi Hà Nội chúng tôi cũng ghé, theo tôi thì chỗ của quán Hà Nội của có giấy tờ gì đảm bảo cho mấy thứ ông vừa nói đây. Có một bánh phở và anh này là siêu nhân nước lèo và họ có vài nồi nước lèo sôi sùng sục. Và linh hồn phở, thường thì phở Bắc sẽ chú trọng nước dùng ấy. Nước lèo của phở Bắc được làm từ nước hầm xương bò, gừng nướng cháy và các gia vị khác. Nguyên liệu được chọn sẽ khác nhau và người. Chào các bạn nhé, đây là Lisa cho xem 50.000 một tô tái làm. Bánh phở đầy hơn, bát nước được nước nghèo sôi, người ta cận trần thịt bò vào nước để thịt vừa tái. Lisa quanh cả hàng Việt, quảng cáo hàng Việt Nam về, tại vì nhiều người ở bên này đi về Việt Nam chê Việt Nam thế này, chê Việt Nam thế kia. Vào con mẹ nó mấy cái quán đàng hoàng mà ăn, nóng chuyện, bực cả mình. Đòi ăn rẻ xong lại đòi chất lượng nữa, ở đâu ra ấy, tiền ít đòi hít thơm. Đó, đây là những cái người Tây người ta làm, người ta về Việt Nam người ta quảng cáo nhé. Người ta là Tây, người ta là sinh ra ở cái đất nước như thế mà người ta đi về đây người ta ngồi dạng ra người ta ăn như thế này. Sao các ông các bà nắm chuyện nữa vậy? Bữa nghe ông xỉn, ông ấy chửi Việt Nam là đồ ăn bẩn, mấy này kia các thứ. Nói chuyện toàn mình nói không ạ. Đó, nên người ta nói về Việt Nam này, các ông các bà ở hải ngoại ấy, muốn ăn ngon thì đi tìm cái quán ngon mà ăn. Xong cứ ngồi dạng ra ở vỉa hè, xong ăn mấy cái quán rẻ, xong lại đòi chất lượng nữa thì ở đâu ra có cái vụ đấy, đúng không? Vừa phải đấy. À. $50 một tô tái lạm. Ngon quá, thể luôn nè, nước nào không có vị quá, vừa phải luôn, vị ngọt vừa phải. Chắc mình phải về Việt Nam mình mở quán phở thôi nhỉ? Có ai đầu tư mới đi sao? Mình nấu phở cũng ok đó. Đây người ta là người Tây mà người ta về Việt Nam người ta quảng cáo cho người Việt Nam. Tại sao các ông các bà người Việt Nam mà suốt ngày ở bên này dài mỏ ra Việt Nam nhiều đồ độc lắm, bệnh đặc, khỉ, tiền thì không có, đi về chơi thì đi vào những cái quán nó tử tế đàng hoàng á. Nan nữa nó nói về một cái tô phở $100, 100 đô một tô phở nhá, ở Việt Nam nhá. Đây là mới phở 50.000 thôi, người ta quảng cáo là phở 50.000 thôi, còn nát nữa mấy cái tay này quảng cáo $100 một tô phở. Cái này là món gì đấy? Người ta là dân này là dân thích tìm hiểu món ăn đường phố. Ông này rất là nổi tiếng nhá, mà người ta còn về Việt Nam người ta còn quảng cáo người Việt Nam như thế này. Mà tại sao các người là người Việt Nam mà các người còn bày đặt này kia chai nọ? Con người Việt Nam không lẽ người ta ngu hết à? Dân Việt Nam ngu hết à? Người ta không biết đi tìm những cái nơi nó sạch sẽ người ta ăn à? Chẳng qua cũng phải có những cái nơi nó rẻ để cho những cái người nghèo hơn người ta ăn chứ. Bày đặt cái gì cứ bỏ tiền nhiều ra là ok à? Cái gì? Người Hải Phòng nấu ăn ngon, em cũng vậy chị ạ. Chị không biết có ngon không nhưng mà chị nấu thì cũng thấy con cái nó cũng khen. 50.000 bằng 2 đô, ok. Chào bác Minh Loan nhé, chào tất cả các anh chị em. Vừa nãy Lisa với nên nói chuyện với Bình Hồ á, chắc ông ấy bị xỉn hay sao ấy, cho nên là ông ấy nói hơi bị căng thẳng. Đây Peter, ông yếu tố khác biệt, mở phở miền Bắc có chút ảnh hưởng cái gì nên nó phần lớn nguyên liệu nằm nếu nước phở cũng bằng bếp than, bánh phở sợi nhỏ làm bằng tay và cắt thủ công, có phần khác hơn chút xíu. Người ta thích bỏ nhiều, có gì sẽ cho lấy vào tô nên phở miền Nam có nhiều vị và nhiều màu sắc khác. Phở kiểu mới hôm nay món phở đây là tiệm $100 một tô phở. $100 một tô phở. Chắc mình không dám ăn đâu. Chào tất cả các anh chị em, cô dì chú bác nhé. Yeah, ông này chắc ở hải ngoại về Nam. Thế có bạn nào mở quán phở với Lisa không? Đầu tư không? Mình về mình nấu phở xong bắt đầu hợp tác làm ăn bán phở nè. Nhìn cái ông này giống đầu bếp người Trung Quốc. Tôi ngửi mùi quế trong đây. Mùi thơm từ xa, mùi thịt bò. Hôm qua mình nấu nồi phở mà cả cái nhà nó mùi phở luôn. Cô dì chú bác vào cổ vũ hả chị? Thế nữa, đấy, tại vì mình thấy người Tây người ta về Việt Nam và người ta quảng cáo rất là nhiều. Nhưng mà tại sao toàn nghe thấy mấy ông mấy bà suốt ngày nói Việt Nam thế này, về Việt Nam không dám ăn. Không dám ăn đồ ăn Việt Nam tại nhiều chất. Xin lỗi các ông các bà suy nghĩ lại đi. Mẹ gà, con gà nó nuôi thường bao nhiêu lâu nó mới lớn ở Việt Nam các bạn. Mình chưa bao giờ nuôi gà. Nhưng mà ở đây nó nuôi cái chét một cái. Đã xong một con gà rồi. Thì nó ăn bằng cái gì? Nó có ăn bằng chất hóa học không? Nó có ăn thuốc để nó chống lớn không? Tại sao gà farm có nghĩa là gà người ta nuôi nguyên chất, người ta nuôi như người Việt Nam gọi là ở đây bên này gọi là gà chạy bộ. Thì những mấy chục một con. Còn gà bình thường ấy chỉ có mấy đồng một con thôi. Đó, mấy gà gọi là gà công nghiệp, gà Tây ấy, chỉ có mấy đồng một con thôi. Nhưng mà gà ta đấy là mấy chục một con. Các ông các bà suy nghĩ đi. Hả? Làm gì có cái đẫn mua gà chạy farm về để mà hầm phở. Đi ra tiệm phở cái hỏi xem nó có mua gà farm nó hầm không. Mua xương bò chết mẹ, xương gà chết mẹ luôn. Có một đồng một bịch xương gà mấy hơn một đồng ở đây. Ở đây bây giờ bao nhiêu? Chỉ biết nấu bánh đa cua Hải Phòng chưa? Chị chỉ biết ăn thôi, chị không biết nấu cái món đó. Chị Nisa Vũ về du lịch Việt Nam đi thăm Sapa và thành phố Lào Cai. Em sẽ dẫn chị đi ăn đồ ăn ở Lào Cai để chị tự nhận xét. Chị muốn đi về Việt Nam một lần để đi ăn rồi đi xem những cái nơi nào đó. Sẽ về. Gà di ăn thóc, ăn run ngon vãi. Mình nuôi gà mà nuôi bình thường đấy, như là các bác nông dân tưởng làm ấy, thì cái gà đấy là ở bên này nó rất là đắt. Nhưng mà mình có biết thực sự nó nuôi bằng những thứ đấy đâu. Chỉ biết là nó nói là gà ta thì là ăn gà ta thôi. Nhưng mà mấy trăm mấy chục một con. Thì những cái gì mà mình ở mấy cái ông bà ở hải ngoại về Việt Nam cảm thấy rằng những cái nơi đó mình không ăn, mình không ấy thì đi vào những cái quán nó đắt tiền một tí, nó sạch sẽ, đàng hoàng. Chị ơi, nhà em nuôi cho gà ăn nguyên thóc và ngô là 6 tháng thì thịt được chị ạ. Bên này có mấy tuần là xong rồi. Lý do là tại sao mà gà ta với gà nuôi nó nhanh lớn như vậy. Gọi gà công nghiệp và nó làm những cái thứ gì tự nhiên nó không có thuốc làm sao mà nó lớn nhanh như vậy được. Cho nên là các ông các bà đừng có sĩ mẹ cách con mẹ gì để ở ngoài kia mà trong những cái siêu thị ấy, nó không cho thuốc, hoa quả rồi hầm bà làng các thứ, cái gì nó cũng có thuốc ở trong đó hết, nó có thuốc nó bảo quản. Những cái vi trùng cái gì mình không thể nhìn được bằng mắt thường đâu. 2 đồng 20 một tô này. Đây là 2 đồng 20 một tô. Các bạn có biết là ở bên này ví dụ như là một cái tiệm ăn nó bị độc. Như thế nào để phát hiện ra cái tiệm ăn ấy bị độc? Ví dụ như ngày hôm đấy cái tiệm đó nó bán hàng xong rồi nhiều người khách đi ra khám bệnh, xong bắt đầu ăn bị độc, bị này kia cái chẳng hạn như vậy, thì nó sẽ kiểm tra cái tiệm đó. Nhưng mà thường á, là phải khi đã trúng độc mà phát hiện ra cái tiệm đấy là thế nào cũng có người phải đi cấp cứu rất là mạnh hoặc là chết. Tại vì ở bên này có người bán bánh mì á, ai ở dân ở Melbourne thì cũng đều biết rồi, tiệm bánh mì Việt Nam á, có mấy người chết vì ăn bánh mì rồi đó. Đó. Thì người ta ăn, người ta bị độc, bắt đầu mới đi lên trên viện, thì bắt đầu mới điều tra ra này kia các thứ. Chứ còn chỉ có đau bụng mấy này kia bình thường thôi, cứ có một người hay hai người chẳng hạn như thế mà bị như thế thì xin mời đi bác sĩ. Đó. Nếu mà muốn lấy được cái chứng cớ là cái tiệm đấy nó làm bị độc ấy, người ta phải có chứng cớ đàng hoàng, chứ không phải cứ đi ra ăn xong đau bụng xong bảo là cái tiệm mới có độc. Không, ở đấy mà cảnh sát nó giải quyết. Không hiểu thì cứ bày đặt, chứ ở bên này sống nhìn thấy cái gì nó ở bên này làm mà không sạch sẽ, nhìn mà bẩn thỉu thì bán cho chó, đúng không? Ở đâu nó phải hợp vào cái cuộc sống ở đấy chứ. Rồi người Việt Nam bây giờ dần người ta cũng rất là quan trọng về sức khỏe, người ta có điều kiện rồi người ta sẽ rất quan tâm về sức khỏe. Mà những cái ông bà làm ăn mà không biết sạch sẽ, không biết làm ăn mà gian lận ấy, đâu phải bán 1-2 ngày đâu, người ta bán dài mà. Nếu mà làm ăn mà dối trá thì bán cho chó à? Chỉ có các ông các bà ở hải ngoại là khôn thôi, còn người ta ở Việt Nam người ta ngu hết à? Còn ở cha thì 70 đến 75 ngày thì họ bán và thịt được chị ạ. Còn ở trại ạ, thi thoảng bên Úc có thịt trộm động vật hoang dã, không chỉ ở đây làm gì có rừng mà lấy hoang dã. Bên này cái đó thì mình không biết, nhưng mà giết chó thì có, giết vịt tiết canh cái đó cũng không được giết luôn ấy. Có mấy cái ông nhậu ở bên này này thích ăn thịt chó lắm, xong có ông ăn thịt chó con đi báo cảnh sát. Thịt kangaroo có ngon không chị nhỉ? À, chị ăn qua rồi, nó kiểu nó mềm nhưng mà nó rớt cái kiểu gì ăn khó ăn lắm. Mình ăn qua rồi, bọn Tây nó nấu. Người Việt mình thì mình chưa nghe qua người ta nấu cái món đó. Mình ăn của Tây rồi, ăn nó kiểu cái kiểu như là nó cái thịt nó nhão. Không, mình không thích ăn. Người nào răng yếu thì thích ăn. Kangaroo là biểu tượng của Úc ấy. Mà nó vẫn cho bán thịt thôi, tại vì nó nhiều quá. Em ở Úc là cái đất nước của kangaroo. Hôm này làm món gì đây, là đang làm phở. Thế cho các ông, các bà, các anh, các chị ở hải ngoại đấy, ok. Ở Việt Nam không phải là không có người làm ăn, Nisa không nói là họ không có làm ăn đậu này kia các thứ. Người dân Việt Nam mình thì khỏi nói, cũng quá hiểu rồi, đúng không? Thì những cái người đấy nếu mà thực sự mà cứ bán buôn mà cứ kiểu làm ăn gian dối như thế thì từ từ cũng bị sập tiệm mà, đúng không? Tự mình hiểu đi, cái thời buổi này nó đâu có như ngày xưa nữa đâu. Bây giờ người ta cũng có tiền, có của, người ta đi chơi, đi ăn rồi, người ta cũng biết đi tìm những cái nơi nào sạch sẽ, rồi ngon, rồi này kia, cái mồm của con người đấy. Người ta khôn đó, cái người ăn đó, rất là khôn. Hôm qua mình mới làm, hôm nọ mình mới làm cái món bánh dày giò ấy. Mình mang đến cho thằng con. Lúc đầu nó ăn nấy ăn để, mình mang về đến chục cái. Nó ăn nấy ăn để, nó hết 5-6 cái rồi. Lúc đấy thì nó ăn xong rồi nó mới bảo chứ má mì cho thuốc hoa vào. Ai này đi làm cái này cho thuốc hóa vào, tôi điên à. Chắc là mày vừa mới tắm cho con mày xong rồi mày bôi cream cho nó, rồi mày không rửa sạch tay, rồi mày ăn có cái mùi đấy phải không? Thế xong rồi hôm nay đến nó bảo là có phải má mày cho cái gì vào không? Mà con ăn nó có cái mùi gì thơm thơm, cái kiểu như nước hoa. Mà không, nó đâu có cho gì đâu. Bình thường mình không cho cái dầu vào, nhưng mà hôm đó mình cho mấy giọt dầu vào. Cái dầu đấy mình chiên qua cái hành khô, chắc là nó có cái mùi đó. Thế mà nó phát hiện được ra. Các bạn biết không? Đây 100 đô một tô phở này. Các bạn nhìn thấy cái bát chưa? Cái bát nó như là bát bằng đá đó. Bát bằng đá, xong bắt đầu nó sôi sùng sục lên, nó giữ cái độ nóng rất là lâu. Nhìn này. Wow, cho vào trong bát vẫn còn sôi này. Nhìn chưa? Đây mình 100 đô một cái tô phở ở Việt Nam đấy. Hai anh này là bán, nhìn chưa? Và bọn tôi đều quyết định rằng phở ở khắp miền. Nên tôi thử cái gì đó khác và xem món phở này không hề trái với truyền thống. Cho dù là phở Bắc hay phở Nam thì phở nào cũng cực kỳ ngon. Đều mang những trải nghiệm tuyệt vời sâu sắc, đem lại những cảm nhận rất Việt Nam đến bạn. Nhưng bọn tôi vẫn muốn thử cái gì đó mới và đích thân. Nếu nhà vô ăn đi, tinh hoa của phở là nằm trong nước lèo để thử phát, nóng ghê. Mà nhìn cái tô đã thấy đắt rồi. Người ta dùng cái bát bằng đá luôn đó các bạn. Đậm vị ngấy và còn rất đậm đà chuẩn luôn. Wow. Chắc mình phải về mình thử xem nó trải nghiệm 100 đô một tô phở nó ra làm sao. Oh my god. Chắc cái bò này nó làm bằng bò Nhật á. Không phải bò bình thường đâu các bạn. Không biết có được bò Nhật không, bò tái có được bò Nhật không? Tại vì bò Nhật ở bên này đã mấy chục, gần trăm đô một cân rồi. Ba sọc bên này làm gì có tiền mà ăn bát phở này, cô Lisa nhỉ? Đương nhiên rồi. Chắc để cho mình thử một lần thì mình còn dám, chứ suốt ngày ăn 100 đô một tô phở này chắc chết kiếp. Wow. Và ăn xong cái tô này chắc lên mấy cân luôn. Để ý này, nước nào tôi phỏng cả lưỡi luôn rồi. Thôi kệ, ăn đi. Wow. Bò tái nhá. Đấy, tôi siêu mỏng này. 100 đô một tô phở. Chắc nhiều người ta đến đây người ta thử lắm đó. Bò sắt mỏng bằng máy. Đúng rồi. Đấy, thế mà các đây là người Tây, mà các bố các mẹ ở nước ngoài về là người Việt Nam thấy có phản cảm không? Tự nhiên chê nọ chê kia, đương nhiên đúng. Những cái người ta làm ăn ở Việt Nam rất là nhiều người buôn gian bán đậu, cái đó là khắp nơi đều có. Ngay như ở bên này thôi. Nói cho các bạn nghe. Mình nhìn thấy cái cảnh mà người ta chiên cái donut, cái bánh á. Biết các bạn biết họ lấy cái dầu gì không? Cái mỡ heo ấy. Cái mỡ heo nó đóng từng cái mỡ lợn, mà ở bên này người ta bây giờ không có dùng cái đấy, để người ta ở bên này chỉ dùng dầu thôi đúng không? Nhưng mà họ lấy cái đó để họ cho vào, họ chiên bánh để cho nó rẻ, tại cái mỡ lợn đó là ở bên này người ta không dùng đó. Thế là nó bán cho nhà hàng đó. Mình chính mắt mình nhìn thấy nó chiên cái donut. Ai ở bên này thì biết cái bánh nó giống như bột mì, xong nó cho này kia vào, xong nó cho vào nó chiên ấy. Chiên nó tròn tròn nên ở trong nó ngọt ngọt, ăn ngon lắm, ăn nó ngậy ngậy ngọt ngọt. Nhưng mà nó dùng bằng cái đó, bằng mỡ lợn. Từ đấy trở đi mình không bao giờ mình mua cái bánh ấy về ăn. Tại mình ngày xưa chưa biết á, tưởng người ta chiên bằng dầu, ai ngờ đâu á. Mình nhìn ấy, chính mắt mình nhìn ấy, chiên bằng mỡ lợn luôn. Chỉ trong người làm ăn á, người buôn bán ấy mới hiểu thôi. Mua những cái đấy khuất mắt trông coi mà. Thứ trộn sốt nấm. Cái này cực kỳ đắt luôn, that's why. Cái đen đen, cái màu đen đen đấy các bạn, nó là một cái loại nấm đen ấy. Cái loại đấy chấm ấy, thịt bò perfect luôn, tuyệt vời luôn. Cái đấy đắt lắm á, xào với thịt bò. Cái nấm black mushroom. Chắc người Việt ít người biết cái loại đó lắm á. Cái loại mà nó màu đen đen, cái đĩa đen đen kia không phải mắm tôm đâu nhá. Là một cái loại nó nói mà nấm đen ấy. Nó làm cái kiểu gì á. Cái đấy chấm thịt bò hay là xào mấy thịt bò ăn cực kỳ ngon. Cái đấy đắt lắm. Gọi là bánh tiêu trao quậy. Không biết có phải đâu, mình không biết người Việt mình nói là gì, nhưng mà ăn nó ngọt, uống cà phê hay ăn cái đó. Nó cũng giống trao quẩy nhưng mà nó mềm. Khi mà mình ăn ấy, nó giống như là ăn bánh sinh nhật á, nhưng mà nó chiên lên. Nấm đông cô, không phải nấm đông cô em, nấm đông cô là khác. Nấm cái này người Việt mình ít người biết lắm. Người Trung Quốc người ta hay lấy cái đó, người ta xào với thịt bò ấy. Tây nó vừa nói là cái đó là black mushroom, nhưng mà mình không biết nó là cái gì nhá. Đấy là nó dịch ra là nấm đen nhưng mà không phải. Nó là cái gì ấy? Nấm đông cô đâu có đắt đâu. Mà cái nấm đông cô nó có cái mùi khác. Ở đây nó giống như là cái cream ấy, nó gọi là bánh đó. Các bạn xem đó thì